Dụng cụ làm vườn em Trường Thảo xin gửi một lời chào tới toàn thể các bác anh nhà mình. Và hôm nay bên kho nhà em đã về rất nhiều những mẫu đất Nhật Akadama này và dây nhôm uốn cây cảnh nhé các bác nhé. Thì đầu tiên em sẽ chi tiết cho các bác nhà mình về dòng đất Akadama, rất là nhiều dinh dưỡng luôn ạ. Dòng đất này thì bên em sẽ có từ size SS, size S, size M và size L. Như mẫu em đang cầm trên tay đây là size SS, là size nhỏ nhất nhé các bác nhé. Mẫu này thì để dành cho các bác nhà mình trồng những cái cây nhỏ nhất ở trong vườn nhà. Đây ạ, size hạt của nó thì rất là nhỏ luôn. Để còn những cái size hạt to đây, size hạt to ở bên dưới nhé các bác nhé. Thì các bác nhà mình trồng những cái cây to thì các bác sử dụng sang những cái size hạt to này. Và mỗi một bao của nó thì tương đương với tầm 9 cân rưỡi đến 10 cân ạ. Ngoài ra thì bên em sẽ có cả đất nung. Đất nung đây, đất nung Đặng Gia Trang này thì một bao của nó được khoảng tầm 3 đến 4 kg nhé các bác nhé. Tùy theo các bác nhà mình thích dùng loại nào thì các bác cứ liên hệ trực tiếp tới bên em. Và đây là dây nhôm uốn cây cảnh ạ. Dây nhôm uốn cây cảnh đây là một dòng dây nhôm hàng loại 1. Rất là mềm dẻo luôn nhé các bác nhé. Cái mẫu này thì bên em sẽ có từ size 1 ly, 1 ly rưỡi, 2 ly rưỡi, 3 ly rưỡi và đến 8 ly luôn nhé các bác anh nhé. Đấy, các bác mà có nhu cầu mà mua lẻ này, hoặc là các bác có nhu cầu mua sỉ thì bên em sẽ phân phối trên toàn quốc nhé các bác nhé. Và đây là một dòng truyền dịch này. Truyền dịch để cứu cây cấp tốc đây nhé các bác nhé. Mẫu này thì bên em cũng cung cấp rất là nhiều luôn cho các bác nhà mình làm vườn này, làm những cái cây công trình lớn nhá. Các bác mà trồng những cây có giá trị cao này, cây của các bác nhà mình mà đang trong cái giai đoạn mà bị vàng lá này, suy yếu, kẹt rễ, kém phát triển nhá, thì các bác hãy dùng ngay một gói này cho em. Một gói này thì cái thể tích của nó sẽ được 1 lít nha các bác nhá. Tùy theo cây của các bác nhà mình to hay nhỏ. Ví dụ như cây của các bác nhà mình to thì các bác một cây thì cứ dùng 2 đến 3 gói cho em. Còn cây nhỏ thì các bác sử dụng một gói. Và cái mẫu truyền dịch này thì em cũng sẽ nhận là gửi trên toàn quốc luôn. Còn về đây là dòng truyền dịch này. Còn các bác mà đang quan tâm đến những dòng kéo cắt cành, cắt tỉa cành nhá, kéo xén này, kéo xén đây nhá các bác nhá. Hôm nay thì em cũng đã sắp một lô hàng để gửi cho bác khách sỉ ở trong Nam. Đây là kéo xén để cho các bác nhà mình bấm tỉa cây hàng rào này, cắt tỉa cây hàng rào, tạo vòm tạo phẳng để các bác nhà mình sử dụng cây này cho em nhá. Cái này là cái mũi nhọn này để cho các bác nhà mình tỉa này. Còn cái kéo này thì ở cái phần này nó sẽ có cái lưỡi để cho các bác nhà mình bấm cành to nhá, cắt cành to. Thì các bác nhà mình sử dụng cái phần này cho em này. Rất là sắc bén luôn. Hàng này là hàng Made Japan đấy các bác nhá, hàng công nghệ Nhật. Siêu sắc bén luôn ạ. Đấy thì hiện tại này em sẽ có hai màu, màu xanh, màu cốm này và màu cam này, hai màu này. Giá thì chất lượng đều như nhau luôn nhé các bác nhá, đều là hàng chất lượng loại 1. Và ngoài kéo xén bấm tỉa, cắt tỉa cây hàng rào thì bên em sẽ có cả kéo bấm cành to này. Kéo bấm cành to cực khỏe nhá các bác nhá. Đây ạ. Kéo bấm cành to này thì bên em sẽ có dòng kéo Kabushi. Hàng Kabushi 8618 Made Japan, hàng của Nhật nhá các bác nhá. Cái này các bác thì mình mà đang làm cây cây cảnh này, cây bonsai hoặc là cây ăn quả như nào. Và con kéo xén cắt tỉa cây hàng rào này thì ngày hôm nay em đưa đến với các bác nhà mình một cái giá cực thấp luôn. Con kéo này thì mọi khi các bác đang phải mua với giá là 300.000 đồng. Nhưng mà ngày hôm nay các bác mua hàng ở trên video này thì em sẽ giảm giá cho các bác còn 250.000 đồng. Và miễn phí ship tới tận nơi luôn nhé các bác anh nhé. Đấy, tổng chiều dài của nó thì sẽ rơi vào khoảng tầm 60 cm ạ. Và đất Nhật Akadama thì em cũng xin báo giá luôn cho các bác anh nhà mình. Một bao đất Nhật với trọng lượng là gần 10 kg nhé các bác nhé. Mẫu này thì bình thường các bác đang phải mua với giá là 350.000 đồng. Thì ngày hôm nay em cũng sẽ giảm giá luôn cho các bác còn 300.000 đồng. Miễn phí ship tới tận nơi luôn ạ. Còn kéo này là kéo bấm cành to nhé các bác nhé. Bấm cành to cực khỏe luôn. Các bác nhà mình mà đang trồng cây cảnh, cây bonsai, hoặc là các bác mà nhà mình mà đang trồng những cái cây ăn quả mà các bác cần phải bấm tỉa bớt cành đi, thì các bác hãy sử dụng con kéo này cho em. Một dòng kéo hàng loại 1 Kabushi 8618, lưỡi có chế độ tự mài nha các bác nhé. Lưỡi có chế độ tự mài ở đây là các bác nhà mình sử dụng luôn, quanh năm luôn, không bao giờ lo kéo bị cùn. Thì con kéo này thì em cũng xin báo giá luôn. Con kéo này bình thường các bác đang phải mua với giá là 250.000 đồng. Thì ngày hôm nay em sẽ giảm giá luôn cho các bác còn 150.000 đồng. Miễn phí ship tới tận nơi luôn nhé các bác nhé. Đấy, và ở bên trong kia thì là một cái kho hàng của nhà em này. Rất là nhiều những cái sản phẩm để phục vụ cho các bác anh nhà mình, như là đồ thuốc trăm cây nhé các bác nhé. Đồ thuốc trăm cây, keo liền xẹo giá chỉ từ 25.000 đồng.
như là keo liệt sẹo hồng này, hoặc là thuốc ruồi, thuốc muỗi. Nhất là cái truyền dịch cứu cây này thì hầu như là ở cái video nào mà em cũng muốn giới thiệu với tất cả các bác anh em mình, bởi vì nó rất là tốt luôn và cứu sống cây đến 99% luôn nhé các bác nhé. Giá thì chỉ có hơn 100.000 đồng thôi ạ. Đấy, cây của các bác nhà mình, đặc biệt là những cái cây mà của các bác có giá trị cao thì các bác nên sử dụng cái dòng truyền dịch này cho em ạ. Cái mẫu này thì các bác nhà mình mà mua từ 10 gói trở lên thì bên em sẽ tính giá xỉ tốt nhất cho các bác anh nhé. Và ngoài ra thì em sẽ có cả mẫu kéo cắt cành trên cao. Cành trên cao từ 3m, 4m và 5m ạ. Như mẫu kéo em đang cầm trên tay đây là dòng kéo này là dòng kéo 4m nha các bác nhé. 4m, thu về là 2m cho em. Còn mẫu kéo này các bác nhà mình mà mùa hè năm nay đang chuẩn bị tới vụ thu hoạch quả rồi, các bác mà đang cần một chiếc kéo này, không cần phải trèo cao, không cần phải bắc thang này, đứng ở tận dưới gốc mà cắt quả trên tận ngọn, thì các bác hãy sử dụng chiếc kéo này cho em nhé. Lưỡi của nó thì sẽ là dòng lưỡi 5 phân và có hai lẫy rút. Đấy, quả không rơi, không bầm dập, đứng ở dưới gốc mà các bác vẫn hái được quả tận trên cao, rất là an toàn và không hề nguy hiểm. Và ngoài ra thì em sẽ có mẫu kéo 3m nha các bác nhé. 3m đây ạ. Dòng kéo 3m này là dòng kéo mà em bán chạy số 1 luôn. Thì ngày hôm nay em cũng muốn giới thiệu tới tất cả các bác anh nhà mình ở cái video này. Dòng kéo 3m thu về là 1m4 nha các bác nhé. Các bác mà đem đi đường dài là cũng rất là tiện lợi luôn. Lưỡi là lưỡi 7 phân và có hai lẫy rút. Em sẽ tặng kèm cho các bác nhà mình một cái lưỡi cưa nhé, để các bác nhà mình cưa cành trên cao. Thì con kéo này bình thường các bác đang phải mua với giá là 600.000, em báo giá luôn cho các bác. Sẽ còn ở video ngày hôm nay sẽ là 450.000 đồng nhé các bác nhé, miễn phí ship tới tận nơi luôn ạ. Và em sẽ có cả dòng 4m và 5m. Các bác nhà mình cần mẫu nào thì các bác cứ liên hệ trực tiếp tới số điện thoại của bên em nhé. Và các bác mà đang xem cái video này của em thì các bác nhớ cho em xin một lượt like này, một lượt chuông, và nhớ nhấn đăng ký kênh của bên em nhé, để đón xem rất nhiều những cái sản phẩm mới của bên em ạ.